Alo anh. Cái mỏng của cho chị mặc á. Đâu rồi? Rồi bà chơi. Bác vô đang có tiền nè, có tiền bán để cho mua túi nè. Không có cây kim tây nữa. Vậy hả? Được không? Ừ. Mặc chị đi nó không có đổ mồ hôi nhiều. Chứ bây giờ chị mặc cái áo khoác đó trời nắng nóng này là dữ lắm. À. Ừ rồi. Đó, phải hai cái. À rồi. Rồi bỏ vô bọc đi. Dép bỏ bọc. Trời ơi, cái gì trong mà... Thôi, con nghiệp thấy ghê không? Ba cái đồ của chị toàn là đồ người ta cho con á cả nhà. Trời ơi, nghĩ sao mà đôi dép. Qua chợ á, mạnh cái này thêm 2 số nữa là thành luôn rồi. Thành 42 luôn. Nhà mình mua đó. Trời ơi, vậy mà nó không vừa. Trời ơi, mang ở nhà đi tắm rửa rồi cũng được chứ bộ. Rồi ai mời sinh nhật hay là gì đó mình có giúp mới mình mang. Đẹp ghê không? Ừ. Nè. Thôi để đây. Còn cái phần quà này nữa nè. Ừ. Đó. Mạnh Thường Quân cái cô bên Úc giấu tên á gửi 500.000 để mua còn dư nhiêu đó đó. Ừ. 135.000 đó gửi cho chị nha. Đủ không? Đủ chưa? Ai biết đâu. Thì đưa nhiêu rồi đấy nhận nhiêu. Biết đó nhiêu tiền không? 135.000. Vậy đó hả? Ừ. Em mua hết rồi còn dư nhiêu đó đó. Ừ. Cảm ơn cô bên Úc đi. Ừ, cảm ơn. À, love you. I love you. Ở đây sao có con này nữa. I love you là gì vậy chị? Là hôm nay vui đấy. Trời ơi, đôi dép này uổng chứ cơ. Ai mà mang vừa đâu. Nó dép gì mà bự thế sợ. Bự hả? Ừ. Không bứt cái rồi về đó đó kìa. Dép đứt hết rồi. Quên nữa. Tôi nghĩ khi chị cũng không được tỉnh táo mấy cả nhà cũng thông cảm nha. Nó nè, đôi này vừa nè. Đẹp luôn rồi nha. Ừ. Còn cái đôi kia nó bị gãy rồi. Nó hơi dài xíu ha. Ờ. Đó để tao mang cho nhà. Ăn bắp không? Ai à, ai bán bắp rồi? Người ta bán bắp ăn không? Thôi. Quá trời ngon. Con thiếu không vậy? Ai có ăn thiếu không? Có. Có ăn nước thiếu không? Có. Có hả? Ừ. Tao trả được không? Được. Giờ này có bắp ăn. Thế là chị bán được nhiêu chai rồi? Cỡ mười mấy chai không chị? Không biết nè. Không nhớ luôn hả? Cái mai chị bé ở bển kìa, bé đẹp bển kìa, bên đường kìa, kiếm ai hả? Lập nó kiếm ai hả? Đâu có kiếm ai đâu. Nó đi theo trai rồi. Cha hai chứ được luôn kìa. Chết con nữ mẹ. Nó chết rồi. Gì đó chị? Đồ của người ta tặng á. Ừ. Ơi, cái này sao mà nhiều người biết đến người ta tặng rồi chứ hả? Người ta tặng để dành cho mình tắm rửa rồi xà bông được không mà. Đóng nhà thiếu xà bông. Mà biết sao mà nhiều người biết đến không? Ai biết á. Ai đồ rồi đó nha. Ừ. Đó,
chưa? Kiếm gì đi ra đó hả? Đâu có kiếm cái gì? Kiếm bà, kiếm bà kia vậy? Hả? Không. Chơi xíu mà về à? Đừng có nắng lắm. Cái bảng hiệu tên hình ảnh gì lên không? Không không. Bé mà ai đi ngang cho hết là không phải. Là vậy mà. Ừ. Mình bán mấy người kia lấy tiền giúp đôi, còn mấy người đi nghe. Ừ. Vậy cô uống đi. Cô nói là bán không có đủ vốn mà sao ai đi ngang cũng cho hết trơn á. Không để vốn bán. Từ sáng giờ chị cho nhiều không bán hả? Ừ. Cho mấy người bán vé số hả chị? À rồi. Rồi sao em đứng đây có cho em không? Đó uống gì lấy uống đi. Vậy đó hả? Em tới đây em ủng hộ thôi chứ cho em làm gì nữa. Sáng mua em mua em để lại chị thấy không? Hả? Hả? Sáng em mua ba nước để lại cho chị bán thấy không? À rồi. Cho đó. Cho luôn hả? À. Ừ. Chị bán nước nhưng mà cũng phóng khoáng quá. Ai xin cũng cho chứ hả? À rồi. Lỡ cục vốn mà sao? Cục vốn thì đi kia đụng gác. À, cục vốn mà cũng như là đi đụng gác rồi kiếm vốn mà bán tiếp hả? Ừ. Anh hâm mộ là tặng cái gì? Không có. Đứng lộn ngoài đường chạy ra lụm. Mình ngồi đây mình bán trước cửa nhà người ta, mình có xin phép không chị? Không. Nhà người ta để bạn bán xin phép vậy. Ủa mình phải xin phép người ta chứ. Bán cho mình rồi em đã bán dưới giờ mới đổi lên. Bán xong rồi mốt kiếm vốn mua nhà luôn được không? Hả? Chị? Bán xong rồi muốn kiếm vốn mua nhà luôn. Nữa nè. Nước đá giờ tan hết rồi. Mấy giờ mày chị mới nghỉ? Chút nữa nghỉ rồi. Dạ. Chị bán chị chịu khó gao lên. Chịu khó ra rau lên chứ bán không rau thì sao người ta biết tao mua. Em thấy cái chỗ này nè, người ta đi cũng ít, mình lại nghe chăng cái ngã ba không thôi chứ tầm kia. Đèn xanh đèn đỏ hả? Đèn xanh đỏ cái đường lên núi Sam cái tiếng chánh đó. Lên núi Sam ở đâu? Cái tiếng chánh chờ thành phố Châu Đốc nè. Bán cái lên hả? Xanh đỏ này quẹo dưới chút xíu nữa. Ý là cái tiếng đường ở dưới á. À dưới chạy lên hả? Chỗ đó xe cộ nhiều chứ. Chị sợ bán mấy chỗ lạ người ta không cho bán á. Cạnh tranh với nhau á. Cũng tội nghiệp. Có cái đó nữa hả chị? Cái vụ đó nữa. Cạnh tranh là có bị khi nào bị đuổi không chị? Rồi sáng qua đó bán hả? Bên đó đuổi kìa. Vậy đó hả? Ừ. Người ta bán nước không à. Trời đất ơi, vậy cũng chỉ nữa. Trời quá chị ơi. Ông chị họ thử coi ổng làm gì rồi, ổng lên tiếng không? Người ta chỉ biết cưng đựng nhìn. Ghê quá. Trời ơi, lâu lâu chị chỉ cái tá quả luôn á chị đẹp. Chị chỉ cưng đựng nhìn để chị nhìn. Ai biểu cưng nhìn chung chị làm gì? Chị chỉ một cái rồi em tá quả luôn, tá quả tâm tin luôn. Khách này xong rồi, khách đi chạy. Hello. Anh mua bạn lóc lóc không á?
Chị cho tiền tiếng Anh với ảnh được không chị? Làm gì biết tiếng Anh mà cho chị? Không biết luôn hả? Ngày mai chị đẹp mặc áo mới nha. Mặc áo phát mới nha, chứ áo phát này hầm lắm nha. À bữa mới mua cái áo phát đen đâu mất tiêu rồi. Ôi, để đâu mà có. Lấy trong phòng á, mấy ai lấy ra mất rồi. Chị mặc cái áo phát này nè, nó mỏng. Chị bỏ vậy, nó ngợp muốn chết luôn. Nó nhẹ chị chút. Mà cái áo này nó hầm lắm. Ai lấy mất tiêu rồi. Có mấy anh này có lấy không? Kiếm sáng giờ tắm nước cho mất tiêu. Hầm. Học cái nghề chiên đồ đó biết chưa, về bữa ra nghề luôn thôi. Ghé học đi, về bữa ra nghề luôn. Em phải ăn đồ chiên rồi, giờ không ai bán đồ chiên gì nè. Cái đó còn có gì chị đẹp? Bán cho cục giống luôn. Sợ bán cục giống luôn. Làm gì cậu? Mình bán cũng ăn với cục giống. Thấy được cái tình thương của ông bà cô bác anh chị dành cho chị đẹp rất là mừng. Chị đẹp cũng nói chung là lúc cũng không được bình thường á, cả nhà cũng thông cảm đó. Thì hôm nay em cũng đại diện cho quý mạnh thường quân, một cô bên Úc giấu tên gửi cho chị đẹp 500.000 để mua dép á, mua những cái thứ đồ dùng cho chị á. Nhưng mà có cái đôi dép thì nó hơi to chút xíu, thì cũng kêu chị đẹp để trong nhà mang tới lui tắm rửa đồ, còn dép kia thì để đi bán. Chứ dép của chị đẹp là đứt, nó đứt làm hai luôn, mà chị đẹp cũng gán mang nữa. Nó còn chút xíu nữa là đứt ngang luôn rồi. À, chị đa số mặc đồ lụm không, mặc lụm ở mấy cái sọt gác á. Rồi đồ ăn thức uống là cũng lụm sọt gác luôn, đồ mặc nữa. Khổ quá. Khi khuyên hoài cũng dạo này chị thấy chị đỡ hơn chút xíu rồi đó. Nói chung là gặp chị đẹp được như ngày hôm nay là rất là mừng rồi. Hy vọng là cuộc sống của chị sẽ ngày càng tốt lên, phát triển lên. Mai mốt đi bán đồ viên chiên, tụi em ủng hộ cho em bán đồ chiên. Vậy đó ha. Nãy thấy bà học nghề làm thuần thục lắm, xịt qua xịt lại, xe qua xe lại nữa. Ghê hả? Biết chiên không chị đẹp? Chị đẹp? Dạ. Biết chiên không? Không. Học đi. Thấy chị đẹp có được ngày hôm nay rất là mừng luôn cả nhà ơi. Cái xe này chị sơn rồi nào chị đẹp? Qua wow. Sơn hết nhiêu tiền hả? Chị tự sơn hay là mướn người ta sơn? Mướn người ta sơn. Dạ. Nhiêu tiền chị? Không nhớ à. Mấy ngàn. Alo anh.